dưới sự tổ chức của Arsenal và Manchester United, trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Phút 13, tiền vệ Kai Havertz của Arsenal có cơ hội mở tỷ số từ cú sút gần, nhưng anh lại trượt bóng, bỏ lỡ cơ hội quý báu. Havertz, người vốn là tân binh đắt giá của Arsenal, vẫn chưa thể hiện được sự tỏa sáng kể từ khi gia nhập đội bóng này. Điều đó trở nên đáng chú ý khi anh chính là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của Arsenal. Trong một tình huống nguy hiểm, tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United đã khai thác sai lầm của Havertz. Rashford đã cướp bóng và thực hiện một pha solo xuất sắc, khiến cho thủ môn Aaron Ramsey của Arsenal không thể cản phá cú sút hiểm hóc của anh. Bàn thắng này đã giúp Manchester United vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chỉ sau một phút, Arsenal đã có phản ứng mạnh mẽ. Một pha bật tường kỹ thuật giữa Zinchenko, Martinelli và Nketiah đã mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Cuối cùng, Martin Odegaard đã chuyền bóng ra cho đội trưởng Arsenal, người đã thực hiện một cú sút chéo góc đầy đẳng cấp để ghi bàn. Với bàn thắng này, Arsenal đã san bằng tỷ số 1-1. Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn trong khoảng 10 phút cuối, khi cả hai đội đều tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Nhưng mọi chuyện đã nghiêng về phía Arsenal khi tiền vệ đắt giá Declan Rice thực hiện một quả phạt góc bên phải. Rice đã nhận bóng ở cột 2 mà không bị ai kèm, và anh đã thực hiện một cú volley đẳng cấp để đưa bóng vào cột gần, hạ gục thủ môn Andre Onana của Manchester United. Bàn thắng này đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho Arsenal khi tiền đạo Gabriel Jesus hoàn tất pha phản công nhanh, ngoặt bóng loại bỏ Diogo Dalo của Manchester United và đệm lòng về góc xa, ấn định thắng lợi cho đội chủ nhà. Gabriel Jesus cùng với những người đồng đội đã tỏa sáng trong những phút cuối cùng, đánh bại đối thủ mạnh Manchester United với tỷ số 3-1. Trận đấu này đã thật sự hấp dẫn và đầy kịch tính, đặc biệt trong những khoảnh khắc quyết định của các cầu thủ. Arsenal đã thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong việc ngược dòng để giành chiến thắng quan trọng này trước đối thủ mạnh Manchester United.